Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hằng và hiện tại mình đang là thực tập sinh khóa 1 tại tập đoàn EDX. Video ngày hôm nay mình quay về môn kế toán doanh nghiệp mình đang được theo học tại tập đoàn EDX. Và với video này thì mình sẽ trình bày cụ thể hơn cho các bạn về sử dụng phương trình kế toán trong báo cáo tài chính như thế nào, cũng như là về báo cáo tài chính của một công ty. Về thứ nhất là về sử dụng các phương trình báo cáo tài chính, phải sử dụng phương trình kế toán thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào là các giao dịch. Các giao dịch là những sự kiện kinh tế của một doanh nghiệp được kế toán ghi chép lại, và có thể là ở bên ngoài hoặc là ở nội bộ, và không phải là tất cả các hoạt động kinh doanh, kinh tế đều là các giao dịch. Thì ví dụ như là các hoạt động kinh tế, ví dụ như là bảo hành máy móc chẳng hạn, hay là công nhân viên sử dụng máy móc để làm việc, thì đấy cũng là một hoạt động để tạo ra kinh tế, nhưng mà lại là không phải là một giao dịch. Và tiếp theo là mỗi giao dịch thì đều ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán. Và cái tác động đối với bảng cân đối kế toán thì sẽ có 4 tác động. Thứ nhất là nguồn vốn tăng, nguồn tài sản tăng, tài sản giảm. Thì để lấy ví dụ về tài sản tăng, về tài sản giảm thì chúng ta có thể lấy một ví dụ đơn giản là tài sản tăng, đúng không ạ? Tức là mình rút tiền từ ngân hàng để cho vào quỹ của tiền mặt, thì đây là một tài sản tăng và một tài sản giảm, thì là tiền mặt của mình sẽ tăng và tiền ngân hàng của mình sẽ giảm. Thứ hai, cái tác động thứ hai đó là tài sản tăng, nguồn vốn tăng. Thì tài sản tăng, nguồn vốn tăng ở đây là gì? Thì chúng ta có thể lấy ví dụ là một tài sản tăng là chúng ta vay ngân hàng để cho vào vay ngân hàng để lấy tiền mặt, đúng không ạ? Thì cái tiền mặt của mình tăng và phải nợ phải trả của mình cũng tăng, đó là nguồn vốn tài sản tăng và nguồn vốn tăng. Và cái tác động thứ ba đó là nguồn vốn giảm và nguồn vốn tăng. Thì nguồn vốn giảm và nguồn vốn tăng thì chúng ta có thể là giảm, nguồn vốn tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lấy ví dụ là lấy vốn của chủ sở hữu để đi chia cổ tức cho các doanh nghiệp, cho các cổ đông của mình, thì đấy cũng là một nguồn vốn tăng, nguồn vốn giảm. Và cái tác động thứ tư đó là tài sản giảm, nguồn vốn giảm. Thì cái ví dụ ở đây về tài sản giảm, nguồn vốn giảm thì chúng ta sẽ lấy ví dụ là lấy tiền mặt để trả nợ cho công nhân viên, thì tiền mặt của chúng ta là bên tài sản sẽ giảm đi, cũng như là cái phải trả cho công nhân viên, đấy là một khoản nợ mà chúng ta phải trả, thì cũng sẽ được giảm đi. Thì đấy là cái 4 cái tác động của các giao dịch ảnh hưởng đến với bảng cân đối kế toán. Thì tiếp theo, sau đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào báo cáo tài chính. Thì các công ty sẽ phải lập 4 báo cáo tài chính cơ bản để tóm tắt thông tin kế toán cơ bản. Thứ nhất là bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thứ hai là bảng cân đối kế toán. Thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và thứ tư là thuyết minh của báo cáo tài chính. Về các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì là trình bày các thu nhập và chi phí của một kỳ kế toán. Nếu mà lợi nhuận thì là thu nhập nó sẽ lớn hơn chi phí, còn nếu mà lỗ thì là chi phí sẽ lớn hơn thu nhập. Còn về bảng cân đối kế toán thì là trình bày các tài sản, các loại tài sản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định. Tiếp theo đó là thông thường thì tài sản sẽ được liệt kê trước, sau đó đến nợ phải trả và nguồn vốn của chủ sở hữu. Và tổng tài sản thì luôn luôn bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn của chủ sở hữu. Tiếp theo đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì là thông tin của một kỳ kế toán xác định, cũng như là để trả lời cho các câu hỏi là tiền thu được từ đâu, tiền được sử dụng với mục đích gì và số tiền mặt thay đổi như thế nào. Tiếp theo đó là về thuyết minh các báo cáo tài chính.
Thì phần thuyết minh này đó là phần đưa ra những cái thông tin, cung cấp những cái thông tin bổ sung để cho người đọc có thể dễ hiểu và dễ đọc về cũng như là để hiểu chính xác về các báo cáo tài chính mà kế toán đưa ra. Thì vừa rồi mình đã cho các bạn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo tài chính cũng như là về cái sơ đồ của cái phương trình kế toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau.